Nhà nghỉ chị quên à? Thì Thanh cười kệ nó, Thanh mới hướng nó ấy, kệ nó chứ việc của nó thì nha. Thằng ngóng này nó làm nhỏ quá, nó làm việc này dễ là có hay bị tắt. Không, yếu em như này, cái phễu này mình thay đổi phễu Bây cái giờ cổ không cổ cắt thằng này đi cho đi này, hàn lên này. cái này mình sẽ xử lý là mình cho thằng thứ là cho này rộng ra, cái độ xoải này cao hơn với ai nào, cũng thể là mình cái khoảng trống này, này hoặc là mình đây là nó có cái chỗ cho ăn nhậu nhiều ít mà mình làm bát côn như này ra để cho nó Cái này xuống mình xuống là được rồi, nhưng mà nó đang hay bị tắc ấy, em không? thôi, ví dụ Thỉnh hạt to thoảng, ấy chị. thỉnh thoảng nó côn nó hơi Con bị này tắc. chạy êm nhờ, chạy êm hơn con kia nhiều này. Đúng nguyên bản của nó chạy không êm bằng con như này đâu, Mày chẳng nghe được nhau ấy. đúng không? Con kia chạy mà như mấy bừa, con này chạy êm thật. Ngày xưa mình chế con ở Nam Định nó cũng chạy êm đúng như này, này. Như này thoải mái, bảo hành còn 1 năm người chẳng chặt buồn. Năm quên mất lại 39 à, 39 là bây giờ 42 là một ba cân 3 phút à, xem được bao nhiêu cân 3 phút. Nhưng mà cái độ tắt dầu nó cũng nhanh hơn đúng không anh Bảo nhỉ? Nhiều ấy, nhanh hơn với so với con nhìn bản. Vậy em nghĩ cái tốc độ đường tiền chắc nó chỉ được 40 vòng. Nguyên bản mà. Con này nó đùn cũng nhanh nhưng mà cái motor nó khỏe. Em thấy nó đùn chậm. Đây cái này nó ra, em ra mầm, nó ra nó cũng ào ào. Cái này ra quá nhanh nhiều nhỉ. Nhưng con kia chạy chậm thật. Nhanh quá không được. Nhanh quá nó Vâng, nhanh quá nó ra dầu theo. Anh Nam không làm nữa đúng không? Này đâu. Tắc nẻo nóng êm nhỉ. Nó khỏe hơn, mình tính toán cho motor này nó khỏe hơn cả con motor của DH50. Con này nó bỏ mô tô Nhật nhỉ? Mô tô Nhật. Bãi. Nhật bãi. Bãi về cuốn lại. Nhật bãi nó cuốn lại. Nhưng mà được cái nó không dơ. Anh bảo bây giờ em qua nó tháo cho em xem bộ bánh răng bên trong rồi. Bánh răng ấy thì chạy thoải mái. Anh bảo bây giờ em hàn cái bộ khung cơ khí như này mà nó còn rung rung nữa thì chịu, đúng không? Đúng không? Không gia cố cái này thì không bao giờ được. Gia cố nó mới không rung được. Là dầu thích nhỉ? Lấy xuống, đều. Xem nào, sao biết rồi đấy. 39 này. 39 là 45.
39 45 6 phút. 6 phút cứ cho là khoảng 10 phút, 10 phút là được 1 cân 3. Cân 3 đi. 10 phút 1 cân 3 1 tiếng là được 60 phút. Đi chưa được 6 cân à? Cân. 8 cân. 8 cân. Rồi cứ cứ ép đi, em đi tổng cân. Mà con này ra nọc cũng nhanh, nhanh rất là ít bột. Thank you.